tiếp cái phần này, một cái nốt cái phần này nhá. Cái chỗ này xóa đi nhá, comment nó lại ha. Comment thì phải comment hết ha. Đi comment cái đống này lại thì nó không hiện nữa. Rồi. Cái dữ liệu này nè, thì các bạn viết cái hàm xử lý tính điểm, tính xếp loại giống như khi nãy á. Xếp loại này. À, mình đi theo cái mạch khi nãy nha, xếp loại thì cô sẽ thêm cái cột xếp loại. Thì rõ ràng các bạn thấy là các bạn sẽ không để cái hàm xếp loại vào đây được. Để cái hàm xếp loại vào từng cái thì nó kỳ lắm. Thì cái xếp loại các bạn sẽ phải để ngoài. Các bạn sẽ để ngoài ha. Thì các bạn viết một cái function thôi, function xếp loại thôi. Đối số truyền vào là điểm thôi, viết một cái function xếp loại đối số truyền vào là điểm thôi. Thì đây các bạn ghi cho cô là gì đấy ạ? Function này, xếp loại ha. À, cô lấy luôn à, cái này là điểm ha. Cô lấy luôn cái code ở trên này để cô khỏi phải gõ lại ha. Này, ít điểm nè. Ok. Ctrl C nha. Cô gõ ít, cô comment cái ông này lại ha. Comment. Ok. Rồi. Thì thay vì là đít chấm điểm thì cô để là điểm thôi ha. Ok. Đấy. Ok. Đó, cô viết sương sương vậy thôi. Thì vẫn ở chỗ là các bạn bây giờ phải kéo ông này ra. Gọi ông này trong cái hàm này. Thứ nhất là cô thêm một cột nữa. Cô để TH ha. TH đóng lại, cái này là cô để là xếp loại. Ok, đóng cái thẻ TH lại ha. Đấy, cái cột ha các bạn. Được chưa? Rồi. Ở đây đấy, cái xếp loại nhé. Rồi ở đây các bạn thêm cho cô này. Thẻ TD đúng không? TD. TD. Rồi đóng thẻ TD lại ha. Rồi. Ở đây này. Thì muốn xếp loại gì? Thứ nhất là các bạn phải gọi nó ra, để trong cái dấu móc này trước đã. Đừng quên để trong dấu móc này, móc nhọn ha. Đấy, để cái móc nhọn đây. Rồi. Ở đây là các bạn gọi từ cái function là xếp loại, đúng không? Function là xếp loại. Ok. Rồi, đối số chính là cái điểm viết trên, các bạn copy cái điểm này xuống. Đối số chính là cái điểm này, copy xuống, Ctrl S. Đấy. Ra ngay. Giỏi giỏi, trung bình khá, trung bình khá, trung bình khá. Đấy, năm là trung bình khá hết, đúng không? Đổi lại là ông này ai đó 3 điểm đi. Thì ông này sẽ là yếu kém, thấy không? Đấy, thế thôi. Đấy, ví dụ như các bạn tính sau này các bạn có sản phẩm tính giá cũng thế. Ví dụ giá nhân với số lượng thì cái thành tiền nó sẽ viết đằng sau ở đây. Thành tiền nó sẽ bằng giá nhân với số lượng, nó viết bằng cái thẻ TD ở đây thôi. Đấy, rất là đơn giản các bạn. Nếu cho các bạn, thay vì sinh viên cho các bạn cái sản phẩm nhé, cô sẽ cho là mã sản phẩm, tên sản phẩm, hình, giá, số lượng. Thế thôi. Cô không cho thành tiền, đúng không? Đấy, cô cho, giả sử như cô cho một cái dữ liệu là một cái object là gì đấy ạ? Khỏi mã số sản, mã sản phẩm đi ha. Mã sản phẩm 2.1. Cô để cho một cho vui thì tên sản phẩm 2 chấm, ví dụ là Nokia gì đó, đúng không? Đó. Rồi giá 2.100 đô. Rồi gì ạ? Số lượng đúng không? Số lượng 2.2 cái. Tôi cho vậy thôi. Đấy, và cái anh SP gắn bằng. Đấy, cô cho vậy thôi. Thì cô cho một cái mảng những cái sản phẩm như thế này. Bây giờ khi cô list nó ra thì ra mã list ở đấy, tên list ở đấy, có hình ha, hình cho nó đẹp. À thôi, hình cũng được, hình abc.jpg gì đó ha. Đấy, cho hình để nó hiển thị cái hình ra đấy. Đó, ví dụ như thế. Hình cho đẹp thôi nhá, còn dữ liệu có thể cho sẵn với các bạn ha. Rồi,
Vậy thì bây giờ cô muốn hiển thị ra một cái dữ liệu là giá, số lượng và thành tiền. Thì các bạn sẽ biết là các bạn thêm một cột nữa và các bạn lấy là thành tiền sẽ bằng giá nhân với số lượng. Tức là array y chấm giá nhân với array y chấm số lượng. Thì nó sẽ ra cái thành tiền thôi. Rất là dễ các bạn nhé. Tức là các bạn hoàn toàn khi các bạn truy xuất từ từng phần tử thì các bạn hoàn toàn tính toán cộng trừ nhân chia gì đều được hết. Ok. Đấy. Thì lưu ý cho cô một cái vài trường hợp như thế. Thì cho thì nó chỉ khác đi chút xíu thôi, sản phẩm rồi laptop rồi hết cái gì đó. Hay là nhân viên hay là sinh viên hay là bác sĩ hay là cây hoa, cây lá gì đó, tổng lại là nó chỉ khác một chút xíu. Đó. Rồi, lưu ý cho cô cái form. Cái form cái bữa trước cô giảng ha, cái form validation form. Coi cái đấy cho cô nhé, hoặc là cộng trừ nhân chia trên form thì lấy được cái value của nó thì các bạn sẽ cộng trừ nhân chia được thế thôi. Ok. Rồi nhá, dừng được chưa?